kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin phe tổng công phe thủ sắp có trận đổ bộ từ ban bí thư sang chính phủ phải không như thể báo d đã đưa tin hiện chính phủ đang khuyết một chiếc ghế phó thủ tướng và một ghế phó thủ tướng khác cũng sẽ bị loại vì dính đến chuyến bay giải cứu nếu ghế phó thủ tướng thường trực của ông phạm bình minh mà chống thì thị trường ghế ở thượng tầng chính trị của đảng cộng sản việt nam sẽ diễn ra rất sôi động hạn chế được sức mạnh của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ mở ra cơ hội lớn cho ông Vương Đình Huệ sắp tới. Tình hình cho thấy các cuộc điều tra và bắt người trong vụ án chuyến bay giải cứu đang hướng về ông Phạm Minh Chính. Nếu ông Phạm Bình Minh bị kỷ luật cách chức thì đây là ủy viên Bộ Chính trị thứ hai sau ông Đinh Đa Thăng phải vào lò. Để chất phế những người của ủy viên Bộ Chính trị không hề dễ dàng, nhưng có lẽ ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cần phải có thời gian để xử lý công việc. Đây là hình ảnh ông Lê Hoài Trung, trưởng ban đối ngoại của Trung ương Đảng. Một nguồn tin khả tín cho biết hai chiếc ghế trống trong chính phủ đã có chuẩn bị nhân sự để thay thế. Vậy hai nhân sự cho các vị trí trên là ai? Câu hỏi được đặt ra. Người thứ nhất là ứng viên thay cho ông Lê Văn Thành là ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, trưởng ban đối ngoại Trung ương. Ông Lê Hoài Trung từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cấp phó của ông Phạm Bình Minh từ năm 2014 cho đến năm 2021. Tại đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã kéo ông Lê Hoài Trung về ban bí thư và giao cho chức trưởng ban. Chức này được lập ra để tạo điều kiện cho thuộc hạ được thuyên chuyển rồi sau đó bố trí vào vị trí cao hơn. Như vậy, việc ông Lê Văn Thành đi nước ngoài chữa bệnh đã để lại chiếc ghế trống và bây giờ có bên ban bí thư cũng đang nhòm ngó chiếc ghế này. Đây là đối thủ cạnh tranh với ông Nguyễn Thành Nghị và tình hình này xem ra khó cho Nguyễn Thanh Nghị rất nhiều. Đây hình ảnh ông Lê Minh Hưng, tránh văn phòng Trung ương Đảng. Người thứ nhì là ứng viên thay ông Phạm Bình Minh nếu ông Minh bị thổi bay khỏi ghế. Đó chính là ông Lê Minh Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Đảng. Vị trí mà ông Nguyễn Văn Nên đã từng giữ trước đây. Từ những lúc trước khi được bố trí vào chức bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh như hiện nay. Ông Lê Minh Hưng từng là thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khi được kéo về làm tránh văn phòng Trung ương Đảng, có nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng muốn bố trí cho ông Lê Minh Hưng một vị trí cao hơn. Và nếu ông Phạm Bình Minh bị loại khỏi chiếc ghế thì đây là cơ hội rất tốt cho việc bố trí ông Lê Minh Hưng vào để thay thế. Có một điều hơi khó khăn, đó là muốn ngồi vào vị trí của Phó Thủ tướng Thường Trực thì cần phải là Ủy viên Bộ Chính trị, nhưng ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, Vấn đề này ông Trọng hoàn toàn có thể thu xếp được. Ông Trọng đã từng thu xếp cho Nguyễn Văn Nên, một ủy viên trung đảng vào làm bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh là một chức vụ cần phải là một ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi đã làm văn ban bí thư thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Nên cũng được bổ sung vào Bộ Chính trị. Như vậy, nếu nguồn tin là có thật thì sẽ có hai nhân vật trong ban bí thư chuyển sang chính phủ nắm hai chức phó thủ tướng. Nếu ông Phạm Minh Chính không chiến để giành được chiếc ghế cho phe của mình thì xem như đây là một bước lùi trong việc củng cố quyền lực chính trị của ông. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người đang làm chủ cuộc chơi này. Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng đưa ra là người chỉ là ủy viên Trung ương Đảng và chiếc ghế dành cho ủy viên Bộ Chính trị. Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Văn Nên vào hồi năm 2020 và trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban tuyên giáo Trung ương vào năm 2021 cho đến thời điểm này chưa rõ ai trong bộ chính trị sẽ là người thân cận với ông Phạm Minh Chính để ông Chính có thể đưa vào thay thế cho ông Phạm Bình Minh nếu ông Phạm Bình Minh phải rời khỏi ghế. Vụ án chuyến bay giải cứu đang bị ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt mạnh tay. Số phận của Phạm Bình Minh đang trong tay ông Trọng cho nên trong cuộc chơi này lợi thế nằm trong tay ông Tổng Bí Thư. Chúng ta hãy cùng chờ xem có thể sắp tới sẽ có rất nhiều điều để xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Phe Tổng công phe thủ sắp có trận đổ bộ từ Ban Bí Thư sang bên Chính phủ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bắc Nam trong Đảng Cộng sản Việt Nam ngầm chia rẽ. Bình Dương và Đồng Nai bị Hà Nội nghi ngờ phải không? Từ ngày 15 cho đến ngày 30 tháng 8, tòa nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử một vụ đại án, trong đó có cựu bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam và cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm cùng với 26 bị can khác. Đại án này liên quan đến hai khu đất 145 ha và 43 ha. Điều làm người ta thắc mắc trong vụ án này là nếu tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương không đủ thẩm quyền xét xử thì phải chuyển lên tòa án cấp cao hơn. Tòa án cấp cao hơn, tòa án cấp tỉnh chính là tòa án nhân dân tối cao. Tuy nhiên, điều khó hiểu là tại sao tòa án nhân dân thành phố Hà Nội lại xét xử vụ án xảy ra tại Bình Dương mà tòa án thành phố Hà Nội lại ngang với cấp của tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mà thôi. Đây là hình ảnh ông cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị kéo ra Hà Nội xét xử về trường hợp này, tờ báo Trâm Đề đã có bài bình luận, đây không phải là trường hợp bình thường. Nó cho ta thấy việc chia bè kết phái bên trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra hết sức phức tạp. Ban đầu là lệnh bắt tạm giam hai ông cựu quan chức tỉnh Bình Dương và Bộ Công An chứ không phải là Bộ Công An tại không phải là công an tại Hà Nội. Vào ngày 21 tháng 12, Tòa Nhân dân Thành phố Hà Nội cũng lại mở một phiên tòa nữa liên quan đến lãnh đạo của tỉnh miền Nam đó là cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai có liên quan đến vụ đưa nhận hối lộ của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiến bộ IEC. Vụ án này có tất cả 35 bị cáo, trong số này có cựu bí thư tỉnh Đồng Nai Trần Đình Thành và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Cũng là quan chức lớn ở tầm ủy viên Trung ương Đảng như Trần Văn Nam ở Bình Dương và Trần Đình Thành ở Đồng Nai. Nhưng ông Tất Thành Cang đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt và Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử. Vậy thì lý do gì không để các quan chức của tỉnh Đồng Nai và Bình Dương cho tòa án tỉnh xét xử mà lại kéo ra tận Hà Nội? Đây là hình ảnh cựu bí thư và cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai bị đưa ra Hà Nội xét xử. Có người thì cho rằng tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội là công cụ của phe miền Bắc. Tòa án này sẽ định tội theo lệnh của phe mình, nhưng khi bắt quan chức cánh miền Nam, phe miền Bắc thường kéo họ ra Bắc để xét xử để dễ bề điều khiển được bản án. Đây là đánh giá dựa trên những gì đã diễn ra, không phải là không có lý. Với việc bắt người rồi kéo ra Hà Nội xét xử, có thể thấy rằng có vẻ như hệ thống tư pháp của Đồng Nai và Bình Dương không làm cho cách miền Bắc an tâm. Và nếu điều này là thật thì rõ ràng trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chia rẽ rất nghiêm trọng. Sở dĩ phe ông Nguyễn Phú Trọng là thế lực mạnh nhất bởi ông nắm bộ máy công an Tuy nhiên với hệ thống tòa án thì xem ra chưa chắc gì ông Trọng đã nắm hết cho được. Tại hội lần thứ 13 đầu năm 2021 là thảm bại của cánh miền Nam. Cả miền Nam chỉ có 3 ủy viên Bộ Chính trị đó là ông Võ Văn Thưởng, ông Nguyễn Văn Nên và ông Trần Thanh Mẫn. Trong khi đó chỉ riêng một tỉnh Nghệ An thôi đã có đến 3 ủy viên Bộ Chính trị. Đó là Phương Đình Huệ, Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng. Hơn nữa, việc bắt các quan chức ở miền Nam kéo ra miền Bắc để xét xử cho thấy mâu thuẫn giữa Bắc Nam trong Đảng Cộng sản Việt Nam là hiện hữu chứ không phải nghi ngờ. Đây là hình ảnh cánh miền Nam yếu thế sau khi ông Nguyễn Tân Dũng về nhà làm người tử tế. Hiện nay, ba nhân vật miền Nam trong Bộ Chính trị gần như không đại diện cho sức mạnh miền Nam. Ông Võ Văn Thưởng thì đang phò trợ ông Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Văn Nên cũng làm như vậy. Còn ông Trần Thanh Mẫn thì là Phó Chủ tịch Quốc hội, một vị trí hữu danh vô thực không có thực quyền gì cả cuộc chiến nam bắc có lẽ bùng lên mạnh nhất thời ông nguyễn tân dũng ông dũng và ông trọng là hai cặp đấu chính trị được xem như là điển hình nhất ông nguyễn tân dũng thất thế thì cánh miền nam cũng suy yếu cho đến nay phe miền nam bị bắt khá nhiều và bị hạ bệ cũng nhiều xem ra đảng cộng sản việt nam không đoàn kết như họ vẫn từng hô hào bấy lâu nay Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo chấm với bản tin Bắc Nam trong Đảng Cộng sản ngầm chia rẽ, Bình Dương và Đồng Nai bị Hà Nội nghi ngờ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi Youtube và Facebook của Thời báo chấm để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất